Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi kéo 12 cái mực cả nhà. Mình kéo từ ở đây nè, cái phao cả nhà. Đó, mình kéo dài xuống tới dưới dưới đó. Rồi có tôm cá hay cua gì đó mình quay cho cả nhà xem cả nhà. Cả nhà nhớ xem ủng hộ, đăng ký ủng hộ cho mình nha cả nhà. Để mình có nghị lực để làm tiếp theo những video tiếp theo. Cá tôm chỉnh á thì á được con cá út nữa nè, út dính dài cá út cả nhà, cá út vàng ngon ghê luôn. Cái đồ đồ vàng cá lưới trâu nhỉ. Tôm thì ít lắm. Mà cá. Cá lưới trâu chà bá luôn. Cái đuối này nấu canh chua rồi nó ngót, có xả to lắm mọi người, rất ngọt thật. Này cái gai nó đâm muốn hít lắm nha. Để mình bắt một cái con ếch cho mọi người xem. Cá ếch này mắc tiền lắm nha. Cá ếch này chỉ 200.000 ký là mắc lắm. Trời ơi, con cúng chà bá luôn. Con cúng khổng lồ. Mọi người ơi. Trời ơi, con cúng. Trời ơi, con cúng nó chắc. Cúm này chắc lắm mọi người. Trời ơi, cúm. Cúm trành bành cúm luôn. Đã ghê không? Hồi cua. Đúng cua. Cua mọi người. Cua này cũng 3 lạng à. Cua bự ghê.
cũng có đồ lá dai, cá, tôm. Sao tập xem này ta ăn được nha mọi người, nhưng mà mình không dám ăn, bắt mình dọn đó, mình bỏ đó luôn đi để mình tặc ốc. Cá đầu đù, tôm, cá đầu đù cả nhà. Cái này nghe con cá gì dài dài nè, cá lưỡi trâu, cá lưỡi trâu, cá lưỡi trâu mọi người. Cá này nó ngót là chiên á, cái kéo có đồ nhưng cái kéo nó không có gì hết. Đây cái này thì được hai con cá đù đù, trời ơi dắt một lỗ chà vá luôn, chỉ cá giả giáo rồi. Rồi bị cấm cua kẹp nè, ôi cua, ôi cua, cua cái cua cái hên hên nãy đựng con dặn con nữa. Cua mình bắt vào không có dây chói để bắt, mình về nhà mình quay thành quả thôi cả nhà xem. Chắc cua này gạch ạ, gạch cũng bọn dữ rồi gom gom lại nhờ nhiều cái rồi dắt hết mà này nhiều cái được hai con cua à. Rồi mình kéo tiếp, mình tới xong đi, mình kéo hết thì mình về mình quay thằng bả cho nhà xem. Sam trăm bự cho bả luôn gan tay với mọi người. Cái ham không? Nếu mà có khỏe lắm, còn cắn có trời rồi đó mà. Có đồ á, ham. Ham kéo cho lắm mọi người. Qua. Cái này sao chỉnh quá trời luôn. Kéo đuôi. Cái gì mà cút, cút bự quá, cút quá bự luôn rồi cút chỉnh quá sao kiểu này, này chỉnh quá trời, gạch chỉnh là kéo nhất giả luôn. Ây da, ốc quá bự. Đây thành quả của mình nè cái nhà. Rồi mình kéo 12 cái ngục á. Rồi thôi vậy mình chào tạm biệt cả nhà nha. Thấy video mình hay cả nhà cho đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi mình đặng có động lực làm những video tiếp theo.